Rất vui mừng được đồng hành cùng với quý khán thính giả trên kênh Lịch sử Thế giới. Quý vị thân mến, nói đến chiến tranh lạnh, người ta thường nói đến những sự kiện đình đám như chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, khủng hoảng tên lửa Cuba hay cuộc chạy đua hạt nhân vũ trụ. Thế nhưng trong khoảng thời gian năm 1960 đến năm 1965, có thể nói sự kiện vượt lên tất cả độ nóng bỏng không nào khác ngoài cuộc khủng hoảng Congo. Không quá khi nói rằng khủng hoảng ở Congo và cuộc nổi dậy Simba chính là đỉnh cao của sự đối đầu giữa hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trên lục địa châu Phi, và là một trong những nấc thang đỉnh cao nhất được leo đến của sự đối đầu, đó là suốt chiến tranh lạnh. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Lịch sử Thế giới nhìn lại cuộc nổi dậy Simba, cuộc chiến có 102 trong lịch sử, làm thay đổi hoàn toàn ý thức hệ và vấn đề dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vấn đề sắc tộc, tôn giáo, địa chính trị này quý vị nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Thật không quá khi nói rằng cuộc khủng hoảng ở Congo là một chuỗi sự kiện cả chính trị lẫn quân sự phức tạp, ban đầu từ khủng hoảng lãnh thổ do tỉnh Kantaga ly khai, sau đó gây ra khủng hoảng hiến pháp do chia rẽ giữa Tổng thống Kasa-Vubu và Thủ tướng Lumumba, và nấc thang cuối cùng lên đến xung đột ý thức hệ do Thủ tướng Lumumba ngả theo những người Cộng sản Liên Xô để rồi cuối cùng bị tình báo Mỹ sát hại. Cái chết của Lumumba tưởng chừng đã gạt những người Cộng sản Congo khỏi cuộc chơi, nhường lại cho chỉ còn hai phe, chính phủ Congo và tỉnh ly khai, Katanga. Vậy nên, sau khi quân Katanga bị đánh vào đầu năm 1963, người ta nghĩ hòa bình đã trở lại và Liên Hợp Quốc đã tính đến phương án bầu cử tự do cho Congo. Nhưng không, những người Cộng sản đã bất ngờ quay lại, tiến hành một cuộc nổi dậy rộng khắp ở miền đông đất nước với cái tên gọi cuộc nổi dậy Simba, một trong những sự kiện nóng bỏng bậc nhất thế giới thời chiến tranh lạnh. Những tín đồ phim ảnh không hề xa lạ với cái tên này qua bộ phim Vua Sư Tử của Disney. Nhân vật chính là một chú sư tử tên là Simba, nhưng thực tế Simba không phải là tên riêng mà là danh từ chung trong tiếng Swahili, nghĩa là con sư tử. Tiếng Swahili là ngôn ngữ rất phổ biến ở Đông Phi, một phần rộng lớn lãnh thổ phía đông của Congo cũng nói thứ tiếng này. Vì vậy, quân nổi dậy ở Congo đã tự xưng là Simba, nghĩa là sư tử, để thể hiện sức mạnh. Sự kiện Thủ tướng Lumumba, thân với Liên Xô, bị sát hại tháng 1 năm 1963 đã gây phẫn nộ toàn thế giới và cả trong đất nước Congo. Khắp nơi, người ta lên án người Mỹ hoặc Bỉ vì cho rằng họ dính líu đến cái chết của Thủ tướng. Tuy nhiên, những người Cộng sản Congo hiểu rằng tình hình vẫn không có lợi cho họ. Do Đại tá Mobutu Sese Seko vẫn có uy quyền rất lớn trong quân đội Congo và ông này là một người chống cộng kịch liệt. Hơn nữa, lực lượng ly khai ở Katanga dù đang chống chính phủ Congo nhưng cũng không chấp nhận những người Cộng sản. Chính quân ly khai Katanga là những người đã hành quyết Tổng thống Lumumba sau khi ông bị bắt trong lãnh thổ tỉnh Katanga. Vì vậy, thay vì đối đầu trực tiếp, những người Cộng sản ủng hộ Lumumba chọn cách lùi ra về phía đông đất nước, thiết lập lực lượng kháng chiến chờ cơ hội. Tuy nhiên trong số đó, có một nhân vật tên là Pierre Mulele, là một người Cộng sản nhưng lại không theo Liên Xô. Ông này được đào tạo du kích nhiều năm ở Trung Quốc và đã mang theo lính du kích đào tạo ở Trung Quốc về tiến hành nổi dậy ở quê nhà, tại vùng Kaguilu, phía tây đất nước, tách biệt với quân nổi dậy Simba ở phía đông. Quân Simba vào thời điểm ban đầu chưa đánh lớn với quân chính phủ. Họ tổ chức vài cuộc tấn công nhỏ, nhưng trong mỗi cuộc tấn công, họ lại gửi thư trước cho quân chính phủ, nói những lời đe dọa về sự hùng hậu của lực lượng Simba. Không ít trong số đó là nói phóng đại để tác động tinh thần của quân Congo. Nhưng bằng một cách khó tin nào đó, cách làm này lại phát huy hiệu quả không ngờ. Nhiều đơn vị quân Congo đã bỏ chạy mà không cần giao chiến sau khi quân Simba gửi thư đe dọa để lại số vũ khí lớn. Trong khi đó, ở thủ đô chính quyền Congo lại gần như bị che đậy khỏi những gì đang diễn ra ở miền đông. Một phần nguyên nhân là họ đang dồn lực ở vùng Kwilu. Không chỉ gửi thư đe dọa, quân Simba còn có một phương thức mang màu sắc mê tín. Đó là họ cho binh sĩ mặc những trang phục kỳ quái của các phù thủy, nhảy múa trước quân chính phủ khi giao tranh. Những binh sĩ Congo, vốn là những người cũng mê tín, nghĩ rằng quân Simba đã được làm phép để không trúng đạn, nên đã không dám bắn. Vì những lý do khá ngớ ngẩn trên, mà đến tháng 7 năm 1964, quân Simba với không nhiều thương vong đã chiếm được phần rộng lớn lãnh thổ phía đông Congo, nắm giữ một nửa dân số. Đến lúc này, giới quân sự ở thủ đô do đại tá Mobutu đứng đầu mới nhận thức được mối nguy từ quân Simba. Nhưng Mobutu lại quy trách nhiệm cho sự yếu kém của chính phủ trung ương do Tổng thống Kasa-Vubu đứng đầu.
và vì vậy ông gây sức ép lên Kasavubu để thay đổi chính phủ. Lúc này, người Mỹ và phương Tây cũng thực sự lo ngại trước nguy cơ quân Cộng sản thắng thế ở Congo. Vì vậy, họ đặt niềm tin vào tướng Mobutu, bắt đầu ủng hộ cho ông này. Theo đó, chính phủ Mỹ và Bỉ đã gây sức ép, thậm chí đe dọa để Tổng thống Kasavubu thay đổi các vị trí chính phủ theo sự sắp đặt của tướng Mobutu. Trong đó, có một quyết định hết sức gây ngạc nhiên là tướng Mobutu mời lại Thủ tướng ly khai lúc trước của vùng Kantaga, Mose Sombre, đang phải lưu vong trở về làm Thủ tướng. Quyết định khiến cả người Mỹ cũng không hiểu, do Mose Sombre rõ ràng chính là đối thủ không đội trời chung của Mobutu hồi còn đánh nhau ở Kantaga và đã bị Mobutu đánh bại. Nhưng Mobutu đưa cái lý của mình rằng Sombre có kinh nghiệm đối phó với du kích hơn là quân chính phủ Congo. Và Mobutu đã đúng, Sombre đã quay lại chỉ huy, thay đổi bộ mặt của quân Congo. Chỉ có điều, vai trò của Sombre không chỉ là kinh nghiệm đối phó du kích như Mobutu nói, mà quan trọng thực sự là Sombre có quan hệ với lính đánh thuê. Sau khi trở về làm thủ tướng, Sombre đã yêu cầu cho những hiến binh Katanga, những người lính ly khai của Katanga ngày trước, trở về Congo chiến đấu. Trong số những hiến binh Katanga, không ít người vốn là người da trắng, có quan hệ với các tập đoàn lính đánh thuê ở châu Âu, Nam Phi. Với sự yêu cầu của Sombre, nhiều nhóm lính đánh thuê ở châu Âu đã lên đường đến Congo chiến đấu. Đây mới chính là điều thay đổi cục diện cuộc chiến. Và đơn vị đánh thuê đã trở nên lẫy lừng danh tiếng sau cuộc chiến này là đơn vị biệt kích số 5 của Miker Hora, biệt danh Miker Điên Loạn, người được coi là lính đánh thuê nổi tiếng nhất lịch sử. Hàng chục nghìn lính đánh thuê bắt đầu đến Congo ồ ạt từ tháng 7 năm 1964, đánh dấu giai đoạn phản công của chính phủ Congo. Sự vượt trội của lính đánh thuê châu Âu đã làm thay đổi căn bản tình hình. Trong khi quân Simba tự tin rằng quân chính phủ Congo không thể nào hành quân xuyên qua rừng để tấn công căn cứ của Simba tại Stanleyville, nhưng họ lại không ngờ lính đánh thuê lại sử dụng không vận để nhảy dù xuống Stanleyville. Vậy là chỉ mất một tháng, lính đánh thuê đã bao vây được Stanleyville vào tháng 8 năm 1964. Lúc này, trong thành phố, hàng chục nghìn dân thường gốc Âu và hàng trăm nghìn người dân gốc Phi đang bị kẹt lại. Để ngăn một cuộc tấn công vào Stanleyville, quân Simba đã bắt đầu chiến dịch khủng bố, bắt cóc dân thường ở Stanleyville làm con tin. Họ cũng đồng thời thảm sát những linh mục công giáo, giáo viên, quan chức, cảnh sát, bất kể da đen hay trắng, những người mà quân Simba cho là có thể hợp tác với quân chính phủ Congo. Từ tháng 8 năm 1964, tình hình con tin tại thành phố Stanley Valley là thông tin nóng bỏng nhất được cập nhật từng giờ trên truyền thông toàn thế giới. Trong những ngày đó có hai nguồn thông tin đáng tin cậy được biết đến. Một là từ đoàn làm phim người Ý đang quay bộ phim tài liệu A Freaker Audio, những người đã có những thước phim gần như là duy nhất về đường phố Stanley Valley trong những ngày diễn ra khủng hoảng con tin. Hai là từ một nhóm nữ tu đã trốn thoát khỏi quân Simba, may mắn gặp được lính dù, bí trên đường trốn thoát và kể lại những gì mà lính mục và tu sĩ công giáo đã phải đối mặt ở Stanley Valley. Đó chính là căn nguyên khởi nguồn cho cuộc đột kích mang tên Chiến dịch Dragon Draw. Tháng 11 năm 1964, Sư đoàn Không quân 322 của quân đội Hoa Kỳ đã chở 150 biệt kích Mỹ và 350 lính dù Bỉ nhảy dù xuống giữa Stanleyville. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, lính đánh thuê của Mickey Hare, biệt danh Mickey Điên Loạn, cũng tấn công vào thành phố. Trên đường thành phố Stanleyville, lúc này tràn ngập xác dân thường bị giết hại, nhưng chủ yếu là người da đen. Số con tin da trắng vẫn bị giam ở khách sạn Victoria. Với sự cuồng tín và bùa chú, các phiến quân cùng với phù thủy của quân Simba mặc những bộ trang phục kỳ lạ, chạy ra nhảy múa làm phép thuật trước mặt lính châu Âu, như những gì họ đã làm khiến lính chính phủ Congo bỏ chạy. Nhưng lính Bỉ và Mỹ không quan tâm đến những phép mê tín đó, thản nhiên xả súng máy vào quân Simba. Kết quả là phần lớn 1.500 lính Simba ở Stanleyville bị tiêu diệt, trong khi chỉ có hai lính dù Bỉ thiệt mạng. Với số lính ít ỏi còn lại, quân Simba đã kịp sát hại 24 con tin, làm 40 người bị thương rồi bỏ chạy, mang theo hàng trăm con tin khác. Lính dù Bỉ cũng kịp sơ tán gần 1.600 con tin gốc Âu và hơn 200 con tin người Congo. Thế nhưng khó có thể nói là cuộc đột kích thắng lợi. Với số con tin thiệt mạng đến như vậy, tháng 12 năm 1964, quân Simba đã giết thêm 185 con tin da trắng và giết hại hàng nghìn dân thường Congo để trả thù. Do số dân thường Congo thiệt mạng quá lớn đã khiến cho uy tín của Thủ tướng Sombre cũng như lính đánh thuê châu Âu giảm đáng kể. Dù cuộc nổi dậy cơ bản đã bị đánh bại, nhưng đến tận tháng 11 năm 1965, vẫn còn 100 lính Cuba ở lại Congo.
do tướng Victor Drikey chỉ huy. Nhóm lính này sau đó rút lui hoàn toàn yên bình mà không hề bị quân chính phủ Congo đụng tới. Điều kỳ lạ này đã khiến nhiều người đặt ra một thuyết âm mưu rằng có một thỏa thuận ngầm giữa CIA với lính Cuba để họ rút lui an toàn. Bởi vì thực tế trong chiến dịch ở Congo, CIA đã sử dụng 200 người gốc Cuba làm cố vấn cho quân chính phủ Congo. Sự có mặt của người Cuba ở cả hai chiến tuyến trong cuộc chiến ở Congo là một chủ đề thú vị trong lịch sử chiến tranh lạnh. Những người lính Simba phải chạy khỏi đất nước sau khi bị đánh bại. Những người thân Liên Xô lúc trước thì chạy đến Uganda, Sudan tị nạn. Những người hợp tác với Che Guevara lúc trước như Laurent, Dice, Kabila thì chọn cách sang Tanzania. Tuy nhiên, lực lượng của Kabila lại không từ bỏ mà tiếp tục chiến đấu. Nhờ vào sự giúp đỡ của Tổng thống Nyerere của Tanzania, Kabila và các đồng chí của mình xây dựng căn cứ trên hồ Tanganyika, buôn lậu gỗ và vàng để duy trì kháng chiến. Họ đã ở đó trong hơn 35 năm. Cuối cùng, vào năm 1996, khi mà chiến tranh lạnh đã kết thúc, Liên Xô đã sụp đổ. Tưởng chừng thế giới chẳng còn nhớ gì về thời kỳ đó nữa. Nhưng bất ngờ, từ biên giới Rwanda, quân của Kabila tấn công vào Zaire. Quân của Kabila được những người dân nghèo khổ chào đón như người hùng. Ông nhanh chóng lật đổ chế độ đang hấp hối của Mobutu và trở thành tổng thống nước Zaire. Mà không lâu sau đó, ông đổi lại tên cũ Congo, đến tận ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo để phân biệt với Cộng hòa Congo. Chiến thắng của Kabila lại đặt ra một vấn đề để người ta xét lại, vì Kabila đã duy trì cuộc kháng chiến của mình trong suốt 35 năm. Người ta đặt câu hỏi rằng liệu có phải cuộc nổi dậy Simba không bị dập tắt năm 1965 mà đã kéo dài đến tận năm 1997. Và theo cách nghĩ như vậy, có phải nổi dậy Simba của những người cộng sản cuối cùng đã thắng lợi? Vậy là vấn đề cuộc nổi dậy Simba tưởng chừng đã ngủ yên, lại sống dậy để người ta bàn tán. Trong video ngày hôm nay, quý vị đã cùng với Lịch sử Thế giới tìm hiểu về cuộc nổi dậy Simba, ám ảnh kinh hoàng từ quá khứ. Bạn biết gì về cuộc nổi dậy này? Nguyên nhân của cuộc nổi dậy Simba nên được xem như một phần của cuộc đấu tranh giành quyền lực rộng lớn hơn trong Cộng hòa Congo sau độc lập từ nước Bỉ vào ngày 30 tháng 6 năm 1960, cũng như trong bối cảnh của chiến tranh lạnh, các can thiệp ở châu Phi của phương Tây và Liên Xô. Cuộc nổi dậy Simba vào năm 1965 coi như là thất bại. Chính phủ Congo chiến thắng, hoàn tất việc thống nhất đất nước Congo rộng 2,3 triệu km2. Tuy nhiên, những mâu thuẫn sau khi chiến thắng lại không được thu hẹp mà còn tăng thêm. Mặc dù được nhiều người coi là có công đánh bại quân Cộng sản, Thủ tướng Tô Sôm bị Tổng thống Kassa Fabu cáo buộc về tội phản quốc. Với cuộc đảo chính thứ hai, tướng Motobu đã giành trọn quyền lực. Từ đây đất nước Congo chuyển sang giai đoạn lịch sử hoàn toàn khác với cả tên gọi. Theo đó, Motobu lên nắm quyền, thực hiện chính sách bản địa hóa mọi thứ và thiết lập một chế độ độc tài. Quý vị nghĩ sao về cuộc khủng hoảng Congo và cuộc nổi dậy Simba? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Lịch sử Thế giới.